Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hôm nay thì mình đã làm việc ở khá là nhiều nơi, từ địa ngục nè, rồi thế giới kết thúc lâu lâu cũng qua nè, rồi trên mặt đất thì rất là nhiều rồi ha, nhưng mà trên biển thì gần như là rất là ít khi luôn. Thế nên hôm nay thì mình sẽ có một buổi làm việc ở trên biển, và cụ thể hơn đó chính là trên cái thủy cung ha. Tại vì mình đang dự định là biến cái thủy cung đó thành một cái căn cứ mới của mình á. Nghe có vẻ hơi khó khăn nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức trong ngày hôm nay. Và để chuẩn bị cho công cuộc kiểu như là dọn nước ở thủy cung thì mình cần phải có những cái khối gọi là miếng bọt biển á. Cái này thì sẽ rất là hữu dụng trong việc rút nước nè. Bên cạnh đó thì cần phải có một cái cánh cổng để mình tiện trong cái việc làm khô bọt biển luôn. Ngoài ra thì mình cần phải có được có nên đem theo một ít cái netherrack không ta? Cái này khá là rẻ luôn, làm vật liệu xây dựng cũng rất là tiện nữa. Ok, đem thêm một ít netherrack nữa. Rồi, cho hết vào trong cái rương sugar rồi chúng ta sẽ đi làm việc thôi. Vì cần phải đi tới thủy cung á, thế nên hôm nay mình sẽ bay về hướng bên này ha. Đây chính là hướng thủy cung luôn. Mình cũng khá là may mắn khi mà nơi xuất hiện của mình đó, nó rất là gần một cái thủy cung ở bên này luôn nè. Thế nên mai mốt ví dụ mà mình muốn qua thủy cung để ở hoặc là qua bên đó chơi thì cũng rất là tiện lợi ha. Bay bằng pháo bông một xíu à, tốn tầm 2-3 cái pháo bông thôi là bay tới thủy cung luôn rồi. Đâu bên này nè. Tại vì mình cũng ít khi qua nên cũng không có nhớ rõ nó nằm ở vị trí nào nữa. Đây, nó ngay đây luôn. Quá là tuyệt vời. Nhưng mà làm việc ở đây thì mình phải mặc full giáp nha. Chứ không thôi là những cái con này nè. Đó. Nó quýnh mình đó. Nó chích điện mình ấy. Rất là nguy hiểm luôn. U là trời. Rồi bây giờ thì mình sẽ xác định điểm trung tâm ha. Mình sẽ làm nó ngay đây luôn đi. Đây là 4 ô trung tâm. U. Đừng neo. Đừng có bắn nữa. Mệt mỏi ghê á. Ui, nó dùng đau mình ghê à. Mẹ đất ơi. Đau vậy? No. Đó, các bạn thấy làm việc ở đây khổ chưa? Mình chạy trước cái đó. Giữ tính mạng trước rồi mới làm việc tiếp được. Khó lắm. Chứ không có giỡn đâu. Xây nó đã khó rồi nè, mà làm sao để xây được nó lại càng khó hơn. Mình không muốn làm mồi ăn cho mấy cái con đó đâu. Nên giờ đợi cho máu hồi đầy đầy xíu ha, vô trọng làm tiếp á. Nguy hiểm thiệt ấy. Đợi đi, mình làm xong thủy cung là mình chuyển sang mình làm máy farm mấy cái con mà cá này luôn nè. Nhìn mắt ghét à, nhìn gai mắt ghét. Ui, mặc phun giáp vô, không nó chích nữa đó. Đau, xin lỗi mà. Và cái căn cứ bao quanh thủy cung này thì mình sẽ xây nó cỡ 60 ô về mỗi hướng á. Bán kính nó là 60 ô. Vậy là tổng cộng đường kính nó là cỡ 122 ô á. Khá là rộng cho một cái căn cứ ha. Rồi giờ thì bắt đầu xây hình dấu cộng trước đi. Ui dạ, đau quá. Xin lỗi. Trời ơi, nó tức cái lồng ngực á. Không được rồi, phải xây riết lên để trả thù mấy cái con cá đó thôi. Nó cứ canh me canh chua, nó chích điện mình thôi à. Không biết chích nhiều quá có bị gì không nữa. Chích nhiều quá, 180 phút là mình bị ghiền đó. Rồi, vô trong xây tiếp nào. Quyết tâm xây cho được cái hình dấu cộng trước ha. Rồi mới, sau đó mới làm cái hình tròn được. Ui da, tha đi mà, xin lỗi. Rồi, đây chính là cái đường cuối cùng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm cái hình dấu cộng này từ trên cao ha. Đây. Đó, khá là dài và rộng luôn. Ui, nhưng mà sao bay lên mình gặp mấy con phantom luôn vậy? U là trời, hết mấy con cá rồi, giờ tới phantom nữa. Thôi, giờ mình sẽ tranh thủ mình làm luôn cái cánh cổng địa ngục để mình đi chuẩn bị cho cái công cuộc rút nước xung quanh cái hình mình xây ha. Đây. Rồi mình sẽ xây sẵn cái cánh cổng ở đây đi. Một xíu mình sẽ cần đến nó đó. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nối những cái cạnh này lại với nhau để tạo thành một cái hình tròn bao quanh cái thủy cung ha. Rồi sau đó mới rút nước dễ được. Đây chính là cái hình tròn sau khi mình xây xong ha.
nó cũng vừa khít để mình bao quanh được cái thủy cung rồi, và dư ra một khoảng để có gì mình muốn trang trí nó cũng tiện hơn á. Và để mình lắp được hết cái số nước ở bên trong thủy cung thì mình cần phải có rất là nhiều cát á. Mà hình như kế bên mình cũng có cát thì phải. Ê, có cát nha, nhưng mà không nhiều lắm. Thôi kệ, có còn đỡ hơn không, phải không? Bây giờ mình sẽ lấy số cát ở ngay chỗ này để mình có thể kiểu như là lắp hết cái phần nước ngay cái hình tròn mà mình xây ha. Nói chung là rất là nhiều á. Giờ thì lấy cát thôi, hy vọng là như đây sẽ đủ. Còn thiếu thì chắc mình phải chạy qua cái chỗ Badland lần trước á, không thì lấy sỏi cũng được. Hai vật liệu đó đều có thể sử dụng để lắp thủy cung á. Vì mình đang chơi chế độ siêu khó mà, mình phải tận hưởng cuộc sống chứ đúng không? Không thể nào là một người ham ăn ham ngủ được. Đêm mình vẫn làm việc nè, tích cực làm việc luôn để mình có thể sống lâu nhất có thể ha. Rồi như đây cát thì mình sẽ bắt đầu bay vô chổng để lắp tèn tèn là vừa đó. Đây, vô chổng bắt đầu công cuộc lắp cát vô thôi. Mình sẽ lắp cát ở cái viền ngoài ha. Đây, ở ngay đây nè. Ngay cái viền thì mình cứ trải xuống thôi. Đó. Như vậy thì nó sẽ có thể kiểu như ngăn cách được phần nước ở bên ngoài và bên trong thủy cung ra. Rồi lúc đó chúng ta mới bắt tay vào công việc kiểu như là rút nước ở bên trong ha. Rồi công việc khá là đơn giản thôi. Nhưng mà nó hơi mất thời gian nha. Nhưng mà trong lúc mình làm thì phát hiện cái vấn đề phụ là những cái tảo bẹ này nè. Nó sẽ cản trở cái việc mà mình lắp cát đi á. Nên mình phải dọn hết luôn. Cây thì có chứ. Dọn hết luôn nha. Cỏ biển thì mình chừa lại cũng không sao. Tại vì cỏ biển cát nó rơi xuống thì nó sẽ lắp luôn được. Còn riêng mấy cái tàu bè này cát rơi xuống là nó bị mất cái cục cát luôn à. Rất là phiền phức á. Giải quyết hết cái đống tàu bè này chắc mình ăn ha, mấy năm chưa hết luôn á. Quá trời quá đất tàu bè nè. Rồi lấy thêm lô cát này nữa, chúng ta sẽ trở lại với cái công cuộc làm cái bức tường cát bao quanh thủy cung ha. Nó còn một góc này nào mà thiếu cát mất tiêu rồi nên mình phải lấy thêm mới đủ. Đây lắp thêm cho chỗ này nữa. Ngay đây. Và ngay đây nữa là xong. Rồi, giờ thì sơ bộ mình đã có được một cái bức tường cát bao quanh cái thủy cung rồi ha. Bây giờ mình cần phải chia ô ra để mình rút nước á. Thông thường thì một cái miếng bọt biển nó sẽ có thể kiểu như là hút nước được trong phạm vi hình như 4 ô thì phải. Ủa lộn. Ủa bọt biển rồi. Ê. Ô. Như lộn rương. Ú là trời. Hú hồn hú vía đừng đâu hết bọt biển chứ. Đây. Hết hồn mà. Một cái miếng bọt biển như vậy thì nó sẽ có thể hút nước cỡ 4 ô á. Để mình hút để xuống thử coi. Đúng không ta? Mình sẽ đặt ở chính giữa 1 2 3 4 ngay bay đây. Đó. Nó có thể hút được cả ở bên trong này ha. Như vậy thì mình sẽ cách tầm 8 ô, 9 ô đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì mình sẽ có một cái bức tường ha. Để mình có thể rút nước. Như vậy thì nó sẽ nhanh nhất có thể á. Ù là trời. Đang ngồi áp ca để mình làm khô mấy cái bọt mút biển á. Hên là vô là kịp, không là bánh xác rồi. Và sau khi mình chia những cái lô để mình rút nước á, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành rút nước á. Hồi nãy giờ mình cũng đã rút nước được hai cái lô đầu tiên rồi. Thấy gì thôi, rút nước cũng mệt lắm á nha. Cái việc này đòi hỏi cũng canh dữ lắm á. Mình sẽ canh cứ tầm 2-3 ô thì mình rút lần gì là nó sẽ sạch nước ha. Đó, cục gì là nó sẽ sạch nước hơn, nước hơn rất là nhiều luôn. Đấy, trời vậy mà còn bị sót nè. Rồi, mình cứ canh ở dưới này rút dài xuống ha. Áp dụng với hết cái lô mà mình xây nè. Rất là rộng luôn á. Mệt thiệt sự. Lúc đầu tưởng làm cái này cũng không mệt lắm đâu, nhưng mà bắt tay vào làm mới thấy nó hơi bị đuối luôn. Nhưng mà thôi ráng đi. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ có một cái thủy cung dành riêng cho mình ha. Tha hồ vô trong đó mà quẩy luôn. Cũng như là trả thù mấy cái con cá mà lúc mà mình làm việc nó chích điện mình á. Mình hơi bị cay mấy con đó luôn á.
Đâu lạc ra cái bác thương nhân ở đây vậy? Chỗ người ta đang dọn thi cung mà. Bác ơi là bác lọt vô đây rồi sao? Bột nhuộm hồng các thứ á. Nói chung thì bác này đổi thay đồ không xịn lắm. Coi như xác định với dân làng đó luôn rồi đó. Rồi, bà thủy cung sau khi rút nước xong thì nó sẽ trông như vậy ha. Hiện tại thì nhìn chưa có rõ lắm. Chắc mình phải trở về nhà thôi để mình lấy thêm đuốc cái đã. Để lấy được số cát này nhanh nhất có thể á, thì mình cần phải có những cây đuốc. Để mình dọn một lần là nguyên một hàng cát luôn á. Như vậy thì sẽ tiết kiệm được thời gian của mình hơn á. Bữa nay là bữa mình chế tạo nhiều đuốc nhất có thể luôn ha. Coi coi than thì mình có đầy nè. Lấy nhiều nhiều xíu. Rồi tới que. Than xong rồi tới que. Que mình thì không có nhiều lắm. Đây 2 stack. Ôi trời, như đây mà mới có được 2 stack thôi á. 2 stack thì không xi nhê rồi. Thêm xíu nữa đi. Đây 1, 2, 5. Gần 5 stack ha. Trước mắt là dùng gần 5 stack này đi. Rồi ví dụ mà có thiếu thì mình sẽ lấy thêm sao ha. Trước mắt là 5 stack này. Rồi sau đó qua bên kia để ui, trời, bay bị vướng nữa. Đó, dọn dẹp thi cùng quá 180 phút đó. Ok. Dọn dẹp thi cùng quá 180 phút. Bây giờ quên cách bay luôn rồi nè. Rồi, và cách để gom cát nhanh nhất là bây giờ mình sẽ bay xuống dưới này. Đó, mỗi lần mình đào ra thì mình sẽ cắm cái đuốc ở dưới liền ha. Đấy, như vậy thì mình có thể dọn cát rất là siêu tốc luôn. Siêu nhanh luôn ha. Úi, lâu lâu nó cũng bị lắc nha, nên mình cần phải cắm đuốc lại. Tại vì cây đuốc khi mà cát rơi xuống thì nó sẽ văng ra liền à. Đây là một trong những cái mẹo mà mình học được khi chơi Minecraft á. Nhìn thì có vẻ đơn giản vậy thôi, nhưng mà cái công việc này đã kéo đi 2 ngày của mình rồi. Nhưng mà kết quả thì tương đối là xứng đáng á. Mình đã có một cái thủy cung. Bên ngoài thì nó không còn nước để mình có thể biến đổi cái thủy cung này thành cái căn cứ của mình á. Đồng thời bên trong cũng đã sạch nước rồi. Mình có thể biến ở bên trong làm một cái chỗ kiểu như là farm những cái con golden vậy á. Vô đây thì hơi bị đã. Nhưng mà trong đây có quái hả? Sao nghe tiếng xương vậy? Chưa. U là trời. U là trời. Oh no. Ui, có qua mắt không vậy? Cả đống Reaper luôn. Oh no. Ghê gớm thiệt. Thôi không ổn rồi, không ổn này Đại Dương ơi. Chắc mình phải... nó ngay slam chân hay sao kìa. Nó còn có slam xuất hiện kìa. What the hell. Rồi xong rồi, đầy rương hết luôn rồi. Không biết cất kiểu gì luôn á. Thôi chắc mang về nhà cất đi ha. Hôm nay thì mình chỉ dọn nước trong thủy cung thôi ha. Quá là tốn thời gian rồi. Giờ mình còn về nhà để làm những chuyện khác nữa. Chứ quanh quẩn ở đây không thì cũng không ổn á. Cuối cùng thì công việc dọn nước cũng đã xong rồi. Giờ thì có thể an tâm về nhà để làm những cái chuyện khác rồi đó. Bữa nay làm anh thợ lặn may mắn đi. Bay tới cái chỗ dùng biển. Ôi, what the hell. Ủa, có bị lag không vậy? Hôm qua mình đào chỗ này rồi mà. Nè đi. Ơi, chuyện thật hay đùa vậy? Hả? Hay là bây giờ mình thử mình đào lại chỗ này coi. Giờ mà phát hiện lại cái rương mà có trái táo vàng cùng hóa giống hôm qua là hơi bị điêu nha. Sao lại có chuyện này nhờ? Cái rương nó đâu bên đây nè? Ở đây cái rương nè. Sao lại có chuyện khu vực này? What the hell? Ảo ma thiệt nha. Vì cái vô tình mình lại có thêm một trái táo vàng rồi. Cái này mình không biết gì đâu nghe. Là trời, bữa nay quá nhiều chuyện kỳ lạ rồi. Không hiểu. Em không hiểu. Và tới cái vùng biển này thì tự nhiên mình lại muốn lấy san hô vậy quá.
mấy cái san hô này nè. Mình có thể dùng cây cúp mềm mại để mình lấy ha. Về trang trí hơi bị đã luôn. Quá tuyệt vời. Ê, và ngay đây nó có chỗ. Kìa, thanh niên kìa, thanh niên chọc cái nóc kìa. Thanh niên liều vậy. Ui, thanh niên này ghen. Cá nóc người ta đang bơi như vậy đó mà lợi ha. Quýnh, không hiểu luôn, cá nóc thân thiện lắm, lợi gần không có làm gì đâu, chích độc mình thôi. Mà quýnh gì đó. Kỳ cục mà. Ủa ha, mình thì đang chưa có cây đinh ba. Mà sẵn tiện mình đang ở chỗ mà zombie chết đuối nó dễ spawn ra. Hay là mình sẽ AFK vài hôm ở đây mình farm thử coi. Coi mình có farm được cây đinh ba nào trong ngày hôm nay không á. Nghe cũng có vẻ là hợp lý đấy. Ok con dê luôn. Và sẵn tiện đang có một cái bản đồ kho báu nè. Mình coi nó có gần chỗ mình hay không nha. Hiện tại thì không rồi đó. Mình cần phải đi về hướng nam cái đã. Coi hiện tại mình quay coi. Đâu cái tọa độ rồi. Ủa cái hướng rồi. S. West. South. À đây hướng nam đây, hướng nam đây. Mình cần phải bay về hướng nam để mình tìm kho báu này cái đã. Đây, để coi kho báu này có gì bên trong nè. Cũng tò mò ghê á. Ủa sao mà kho báu nó lại đi sâu trên đất liền vậy ta? Vô lý thế nhờ. Nè mình cần băng quan ngang ngôi làng luôn nữa. Ồ được. Mình đáp vô đây thử coi. Coi trong làng có gì đặc biệt hay không á. Đây là bác vẽ bản đồ. Tiếc quá mình không có đem theo giấy rồi. Phải có đem theo giấy thì mình cũng ủng hộ chút ha. Nhưng mà ghé làng á mà mình không có lấy cái chuông làng về làm kỷ niệm thì dân làng buồn ấy. Mày cầm mồm đi. Nên các bạn nhớ nha, mỗi mốt ghé vô làng á, gặp cái chuông là mình lấy mình mang về liền. Mỗi mốt mấy bác dân làng gặp mình là quý lắm. Kiểu món quà hữu nghị giữa mình và mấy bác ấy. Ồ, có yên nữa nè. Trời ơi, yên mà để vừa bãi ghê không. Yên là ta bỏ vô mấy cái rương Ender đồ nó để không thôi nó mất. Cái đồ đạc mình không nhắc là mấy bác này cứ để đồ đạc lung ta lung tung mà. Và có vẻ cái làng này cũng khá là nghèo ha. Cũng không có nhiều bác dân làng gì gọi là đặc biệt lắm. Mình sẽ kích hoạt bản đồ lên thử coi. Nè mình còn tự làm được cái bản đồ cho mình luôn nè. Thôi giờ thì tập trung chuyên môn nè. Ủa hồi nãy mình đi hơi lố rồi. Đây. Giờ mình sẽ quay lại hướng này rồi sau đó rẽ về hướng hướng đông ha. Ấy hướng đông là hướng bên này chứ, hướng biển nè. Rồi ra hướng đông một xíu thì chúng ta sẽ gặp được cái bản đồ kho báu ha. Ủa gặp được cái kho báu ha. Rồi phan. Tới một xíu. Xíu nữa. Rồi nó sẽ đâu đó ở dưới này thôi. Giờ thì chúng ta sẽ đào ra để tìm nó ha. Có sẵn xịn mà sợ gì. Bư thôi. Có xin xịn là bưng á. Nhưng mà mình sẽ thử tìm thôi cách cũ á. Coi được không ha. Cách cũ nằm ở đâu nhờ. Đây. Ê cách cũ vẫn tìm được nè. Ok. Kho báu lần này thì nó sẽ cho mình được một viên kim cương, 3 viên ngọc lục bảo. Cũng khá là tốt đó chứ. Kể cả một lọ thuốc thở dưới nước nữa nè. Lần này tại vì mình muốn làm anh thợ lặn may mắn á. Thế nên mình đã chuẩn bị sẵn thuốc thở dưới nước rồi. Nó cho thêm thì mình lượm luôn ha. Tốt. Quá là tuyệt vời. Bản đồ này vứt đi. Vứt hết đi. Thuốc mình đem ra thêm 2 lọ. Hoặc 1 lọ thôi cũng được. Khi nào hết lấy ra tiếp. Để chừa kho đồ cho nó trống xíu ha. Ủa? Xa là một ngôi làng nữa à. Đã vậy ở dưới này nó còn có cái lỗ gì nữa nè. Tự nhiên dưới biển nó có cái lỗ nhìn lạ ha. Tròn vo như chữ O luôn. Công nhận phiên bản mới này nó xây cái địa hình đó nhiều cái lạ thiệt. Đây có ngôi làng nữa nè. Và có vẻ ngôi làng này không có chuông hay sao rồi. Kỳ vậy ta. Làng mà không có chuông hả. Vô lý thế nhờ. À có nè, nghe cái giếng nè. Đi rồi. Đó. Quà lưu niệm là phải lấy nha. Lúc nào cũng phải lấy nha. Đúng không anh Golem? Đúng không? Đấy, anh không có lắc đầu là đúng rồi đó. Quá là chuẩn. Đa bàn nữa.
Thôi có cái la bàn mà mình bỏ túi thì cũng kỳ. Rồi, giờ thì quay trở lại chỗ rạn san hô khi nãy thôi nào. Để chúng ta tiếp tục cái công việc kiểu như là đợi những cái con zombie chết đuối spawn ra. Nó sẽ có xác suất spawn ra những cái con mà nó cầm cây đinh ba luôn. Khi đấy thì mình sẽ farm và hên xui ha. Hên thì có được, còn xui thì đương nhiên là không có rồi. Dưới nước mà nó cũng có cái tàn tích cổng địa ngục nữa nè. Lũi xuống thử luôn, nhiều khi lại có thêm táo vàng cần hóa. Ui, lần này không có rồi. Có rìu sửa chữa, nón bảo vệ. Ok. Nãy giờ mình cũng bay lảng vảng ở khu vực rạn san hô này mấy vòng à. Nhưng mà có vẻ những cái chỗ ngôi đền dưới nước á, nó khá là ít ha. Chỗ xuất hiện những cái con zombie chết đuối á, chỉ có đúng cái chỗ ban đầu mà mình gặp thôi. Xung quanh đây hết rồi. Lượn vài vòng cái mình cũng gặp vài con cá nè. Nhưng mà con cá này nhìn nó lạ lắm. Thật, cá này lạ cực. Cá này biết bay lên trời cơ. Điêu thật sự. Con này dưới nước thì nhiều người tưởng tượng phong phú là nhìn như con cá đuối cũng không chừng á. Nhưng mà thật ra đây là con phantom ha. Phantom. Nó lạng vãng ở đây là mình ha. Lấy dãy của nó. Lấy dãy của nó liền. Láo tét. À còn có con zombie sa mạc nữa. Ngồi farm mấy cái con zombie chết đuối cũng không yên với mấy cái con này. Nó xuống tới tận dưới biển nó tìm mình mà. Bố tay luôn. Rồi kìa kìa, có con zombie chết đuối xuất hiện rồi. Nhưng mà nó không cầm đến ba, nó cầm thịt zombie làm gì không biết nữa. Thiệt tình á. Cái chỗ này tính ra nó cũng không có spawn nhiều những cái con zombie chết đuối cho lắm á. Lâu lâu nó mới spawn thôi, chắc mình phải tự đi tìm quá. Kiểu này đi săn đinh ba hơi khó rồi. Mình tưởng nó sẽ dễ tìm lắm nhưng mà lượn cũng vài vòng rồi đó nhưng mà chưa thấy con nào cầm đinh ba hết. Ơ kìa, đi đâu vậy bé ơi, đi đâu vậy bé ơi? Còn cầm trên tay cái gì vậy bé ơi? Ao, bé này hung dữ quá, bé này hung dữ quá. Cho anh xin quýnh bé vài cái được không? Trời, nó còn phóng người đồng đội của nó nữa kìa. Ừ, phóng đi. Mình có cái bia đá đạn rồi. Nó phóng thiệt kìa, con này. Tính nóng vô công cao vậy. Nó chết luôn rồi mà nó không rơi ra cây đinh ba. Cay thiệt chứ. Ghét ghê á. Nó không rơi ra cây đinh ba. Khó vậy tàn. Nguyên một đêm mà tìm được có đúng một con à. Mà còn không rơi ra nữa. Rồi ban ngày xuất hiện chi nữa. Ôi biến mất luôn á. Ui nó mới xuất hiện xong cái nó biến mất luôn à. Hơi nhỏ nha. Kìa, xa còn xuất hiện thêm vài con nữa kìa. À, mình biết rồi, tại vì đây là cái chỗ tàn tích. Thế nên rất là nhiều thây ma chết đuối nó spawn kể cả ban ngày luôn. Đây cũng là một nơi lý tưởng để mình chờ đợi những cái con mà cầm đinh ba xuất hiện nè. Hợp lý á nha. Trong lúc chờ đợi thì săn mấy con này đỡ buồn đi. Ôi, nó lại spawn ra thêm một con cầm đinh ba tiếp rồi. À con này láo. Bé này láo. Bé này đã quýnh bé này trước luôn. Hơi quạo rồi. Bé này láo. Rồi bé này láo nên không cho mình cây đinh ba luôn ha. Quá là láo luôn. Láo thật sự ơi. Bé này thì sao? Bé này thì sao? Trời bé này cho mình được cục đồng á. Ít ra cũng đỡ hơn hai bé kia. Ngồi đây AFK cũng được á nhờ. Hết oxy thì có thể lại cục mắc ma hoặc là ngồi lên bờ ha. Chỗ này cũng khá là bự để mình có thể áp cái. Nhưng mà xác suất xuất hiện những cái con cầm đinh ba thì khá là hiếm á. Có cái rương nãy giờ quên mở nữa. Kìa nó lại spawn ra nữa kìa, mình nghe tiếng. Đây, nó spawn trong này. Spawn trong này hả? What the hell? Really? Mình được cây đinh ba luôn rồi nè. What the? Chuyện thật như đùa. Ủa có nằm mơ không vậy?
ảo tung chảo vậy? Đã vậy cây đinh ba này nó có dòng lòng trung thành luôn nha. Tức là khi mình phóng cây đinh ba này đi, phóng nó xuống dưới thì nó sẽ tự động giật về á. Quá là đã luôn. Ui, không ngờ nhân phẩm của mình hôm nay lại xịn với nó như vậy luôn á. Trước khi về nói lượm ít san hô về chứ. Không lẽ đi mà không lượm san hô về cho mấy em Asolot. Còn có dư muối biển nữa nè. Hôm bữa mình trao đổi với mấy bác dân làng được có mấy cái à. Bây giờ mình sẽ lấy thêm ha. Cái này thì mình có thể nhân giống được. San hô thì không nè. Mình tranh thủ mình lấy thêm mới được. Chủ yếu là trang trí cho cái chai thủy tinh ở nhà nuôi mấy em Asolot thôi. Nãy giờ lấy gì? Màu xanh rồi đúng không? Thêm màu đỏ nữa. Không thể thiếu là mấy cái màu hồng. Trời ơi, màu hồng mới bị đẹp luôn. Có màu tím nữa kìa. Màu tím mộng mơ các thứ rồi ha. Quá xá đã. Nóc một lọ thuốc đi. Nóc một lọ vô. Đào cho nó sung ha. Không sợ bị chết đuối luôn. Ngoài ra thì hay là mình làm thêm mấy cái xô mình bắt cá nhiệt đới nhờ. Cái vùng này là cái xứ sở mà cá nhiệt đới xuất hiện rất là nhiều luôn á. Thiên đường cá nhiệt đới là đây nè. Chắc là phải bắt thêm vài em cá nhiệt đới rồi. Đâu rồi rồi. Ủa nãy mình thấy nhiều lắm ta. Kìa. Ở đây là cá nhiệt đới xuất hiện theo đàn không á. Nên tao hồ cho mình bắt luôn. Một xíu sau khi lấy san hô xong thì mình sẽ bắt cá nhiệt đới nữa. Là đầy đủ phần thưởng cho mình rồi đó. Vừa có quà cho mình và vừa có quà cho Asolot luôn. Mấy bé Asolot rồi. Chuẩn bị được ăn nè. Mình sẽ cho cặp này ăn trước đi. Cặp hai em Asolot màu hồng ăn trước. Phải lấy cúp mềm mại thì mới đi vô trong được nha. Vô đường này đi. Lần trước mình cũng vô đường này nè. Ủa? Phải không vậy? Rồi luôn, lấy lộn cúp rồi. Miệng đứa ơi, lấy lộn cúp gia tài. Miệng thì nói cúp mềm, lấy cúp mềm mại, mà tay thì lấy cúp gia tài à. Bó tay mình thiệt. Rồi cho mấy bé ăn nè. Ăn này mới cưng. Rồi hai em này ăn là chắc chắn là sẽ ra em màu hồng luôn á. Mình tin chắc là vậy. Rồi nè, tới cưng này. Đừng có đi nữa. Rồi. Chào nhau nụ hôn yêu thương đi nào. Đó. Quá là tình cảm luôn. Rồi. Asolot con màu hồng đã chào đời rồi á. Thiệt tình luôn á. Một xíu thì mình sẽ đi vá chỗ này lại sao. Mệt mình thiệt á. Rồi. Qua bên kia cho cặp tiếp theo thôi. Cho gia đình tiếp theo. Là hình như là Asolot nâu, đúng rồi. Asolot nâu với một em màu vàng thì phải. Theo như mình nhớ là vậy. Nâu với vàng nè. Quyết nâu vàng ra màu gì đây. Hồi hộp quá. Cũng 50-50 á. Rồi bé nâu với bé vàng đâu. Lại đây ăn nè. Lại đây. Ủa nâu với hồng á. Chứ không phải nâu với vàng á ta. Sao mình nhớ nâu với vàng mà. Ui, xem ném nữa. Là cho ăn tầm bậy rồi. Rồi. Thành công. Nâu với hồng. Nâu với hồng. Ra màu hồng nữa. Thôi kệ, màu hồng cũng đẹp mà. Ok luôn. Rồi, giờ thì tạm thời thì mình sẽ cho trước hai cặp đó ăn á. Như vậy tính ra hôm nay mình rất là may mắn luôn á trời. Tại vì mình hình như là 4-5 con. Hình như mình săn có 5 cái con zombie chết đuối thôi. 5 con cầm đinh ba á. Thì cái tới con thứ 5 đã rơi ra cho mình cái cây đinh ba rồi. Công nhận hôm nay nhân phẩm mình cao thiệt. Và cái thủy cung thì cũng đã được mình rút sạch nước rồi đó. Trong tương lai thì mình sẽ làm việc nhiều hơn ở bên thủy cung này. Có rất là nhiều thứ liên quan mà mình có thể tận dụng thủy cung để làm á. Các bạn hãy đón xem nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.